chào anh em nha. Đi ăn sáng cùng nước ông biển này. Bốn nước bốn biển, tự tay đánh lấy ăn. Ra tự tay tự đoán. Này ra đi ăn sáng chỗ nào đấy? Anh cướp nghề của chủ anh do chủ quán nát mắt nghe. Chủ quán này nhàn quá nhỉ. Đông với nước nóng. Nói như nào mà? Nóng sao sẽ bỏng tay. Mùa đông cũng như mùa hè. Cái chiều nước nóng này như là tự nghĩ nhau đi. Từ về cái ngày mùa đông ấy, ăn thấy nó lạnh lạnh như tự mình làm cho thành quen. Nhưng mà cũng phải tùy theo tiết mặn nhạt, nếu mà tiết mà nơi mà nó hãn mặn ra thì phải cho nó nước tăng lên. Tiết hãn chuẩn thì cái nước cái tiết nó buông thìa cái đồng ngay. Đồng này thì kìa. Đánh xong bát bát trước đánh vào đánh xong vào đồng rồi à. Quá đỉnh nhỉ. Với quấy bắt sau cái bắt trước này đã đồng. Cái này cho hành vào. Có nước sôi vào. Có tí hành củ nữa cho vào để ngon. Ra, lại còn hành củ nữa. Đòi hỏi như là ở nhà thích ăn gì nghĩ gì có đấy. Lâu lâu thôi vừa thôi. Nước sôi vào để ăn cho giòn. Ăn như này nó mới là lóng hổ. Bê ra đi. Có bê được không? Không bằng tay. Một đồng cứng như thạch luôn. Chào anh ơi. Này đánh tiết canh nước nóng nó nguội hết. Wow. Đấy. May anh em ra hơi muộn muộn thế nên quán nó cho nó mát mẻ cho người. Người ta đi làm hết rồi mình. Dỗi dãi người ta muộn còn đi làm thì phải ăn sớm. Ăn nhanh còn nóng rồi. Mời cả nhà nha. Cảnh hơn lòng già đây. Ba được chấm nên là cả nhà đã biết là ai rồi mà. Nhưng mà pha nước mắm ấy, là mình phải có cái ở cái quán nào mà người ta có cái nọ giấm ớt này, như này mình xính nước mắm tự tay mình pha để ăn. Nhưng mà ở đây là chủ quán người ta pha sẵn ăn với bác người ta. Cái thế ngâm là mình cũng thích. Cái này là anh em tự chế đây nhé. Cho vào cho nóng. Cái này mà như là nhất nóng sôi vào. Nhất ăn mùa đông nữa thì tăng trưởng. Mời cả nhà. Đánh nhà nhồi xuống đi. Lâu. Wow. Mãi ăn rồi quên không nồng già. Nhoàng nhoàng thế ông biển nó làm gần hết một đĩa là nồng già. Đúng rồi, nhà máy ngồi hóng rồi, càng hết. Đấy. Hôm nay gọi là nghỉ làm mới đi ăn sáng là không một cái ăn sáng là nháo nhào rồi. Chú nghĩ đi ăn sáng nghe hơi khó đấy, đủ được chú đi ăn là hơi nhọc. Bận suốt. Phải 2429. Đó. Có ghi về chờ non ăn này. Đấy. 2429992. Chờ cái tí ba tí chanh đồng nhỉ. Này mới biết rồi. Cú ba được. Ngay trước đấy một có thì hai con. Không thế tôi số đỏ thì chẳng tôi nói ngay mẹ thế nó phải là có chúng nha có đúng không giá hợp của giá bút bây giờ đúng rồi to nó tắc này còn thế rồi tắc vừa rồi còn có màu đúng không toàn là hạt to hạt to một hai nghìn bỏ to nha bỏ to gì hàng trăm tôi đâu lại để lại hàng trăm. Có mấy cái ăn nhiều quá là mất hết vị ngọt của tiết canh. Đúng. Đó, để đây đấy. Tôi cứ đánh nha. Tôi đây, tôi đánh mỗi ngày 500 nghìn, tư giấy Tết không biết gì. Đây, đấy bỏ gì. 500 nghìn. Nhiều hạt nó cay. Làm nhiều cay, cái này ăn đi. Cái này. Cay ở đâu mà cay.
không cay, chưa xúc tiết đã gắp mấy nữa, không cay. Thế, cổng cơ bắp. Để đâu có nhìn thấy anh mày nào đấy mà học theo nhớ. Thôi cả nhà nhá. Hoặc là muốn mà thích thì đánh tôi được không, chấm nháy thôi. Quanh như siêu cao thủ luôn, qua Bình Thịnh xuôi ba luôn. Được không? Không nào theo con 90. Bây giờ vẫn là nóng nóng, nóng, ăn phải nóng, cái là ngồi suốt đấy. Tao cứ bình thường ta cứ đánh cho người ta ăn luôn. Bốn mươi người, làm đi tiết được bốn, không bốn mươi người ngày mai thì ngày cả làng ăn để. Đánh chắc thôi, đi dòng thôi. Tôi qua là cái dòng đấy hôm nay là muộn là có hai anh em đồ ăn thì một khi sớm còn đâu anh em hôm nay muộn có hai anh em chúng nó đi làm hết rồi các bạn đi làm hết. Làm tí rượu có khi phải làm cái gì nữa đấy. Bốn ngày chúng không để alo đấy. Hôm qua 29/2/19 đấy, ớt rau đủ sướng. Bây giờ nó nóng nóng đấy, còn nóng ăn ngày nó mới gì ngon to luôn. Mày còn làm mấy chục giờ nữa thế thôi. Nó bảo còn 200 là 49, sao nó lại nhắn tin gửi lại nhắn tin vào mày xem lại còn 23 ít nữa thôi, 23 xem cái còn hơn 100 nữa chắc nóng rồi. 400 ngoài ra đến dòng 24 nữa kéo lại dạng 29/1 cái đường ra nhà văn hóa rộng thoải mái. Trong văn hóa. Trong văn hóa. Ba cầm chìa khóa. Nào một tiết nguội hết. Một chành. Hãm nóng thành nguội. Nói chung là đến trả đến tầm nào nó chuyện 40 bốn mươi ba bốn mươi bạn thắng ai mà tầm 5 cái khác một miếng của mình thì khác mỗi miếng của mình thì khác mỗi miếng. Ôi thôi, sao nhiều thế. Ôi cả nhà này đấy, bao nhiêu ớt trả đũa nhau cái lúc này ta đang cầm điện thoại ấy. Của người khác thì gắp mấy miếng của mình thì gắp mỗi miếng cù thế bao giờ mới lên cái bông. Mời cả nhà nha. Đấy. Chỉ nửa nhau mỗi lúc cầm tay như này là chị cũng không gỡ được. Đấy. Tê tê đông như cả nhà đông cứng luôn. Ăn được không có thứ ba thứ canh nào. Hay là các bố làm hỏng rồi. Hay các bố này hay là những cái món này. Ông biết ông cái gì chuyên chuyên điều ông cái thịt bán. Hay là các bố để ăn riêng cơm đầu bếp. Tiền mới là mới biết được cái tiền sướng. Ăn cái đồng của mình họ làm đấy mình cũng biết này. Em mới biết được đi làm sao mà biết được, không cũng không biết được. Để cho con biết thì mẹ thì lộ hết thì mà con lộ. Nó còn uống nước lá sen. Mua ngay chứ không phải là mình gì đâu. Ta cũng xin cả này này. Nói chung là cái gen hầu như là cái nào cũng có thể hết tốt. Nếu bán cũng cả những cái chấp nhận luôn. Trước cái thời kỳ mua đất trên này làm gì? Ngó thì nói gì? Ngó thì là hay lâu. Kể cả lâu đến cho vào cái đấy ăn. Có nhà ai tầm nào luôn. Ba đằng của nó.
như mình đây có ít nha, nhưng mà trong phòng mình bày đến nấu canh chua chiếc người ta thái to cái đấy vào. Không bán cho. Tại vì là đi ăn nó ngọt ngọt nó quen rồi. Chúng nó xem ra là nó ngọt rồi nha. Nhưng mà trong đấy nấu canh cà chua là kiểu gì kiểu có cả các bác là biết. Các bác. Hồi ngủ nào. Ngủ mấy chén toàn còn một nửa nhưng mà cứ rót ra tôi uống à. Mà nói lại à. Uống gan. Gan thì ngày chén nó lên chưa rót ra mà nó lại. Bữa rót vào rồi. Uống gan. Thế làm gì cái thằng cháu nó cho bảo có là mỗi người một cút. Không bán rồi. Đấy còn một tí này, công việc này là ôi còn cái nóng này. Cái nóng đen thế kia mà còn một tí này xong là vừa cổ trong bây giờ thế này mà vẫn còn kiện khổ thật chứ uống bắt uống cả cận này. Nói làm miếng bánh xe đi, bánh xe công lý, bánh xe công lý rồi này. Ở nhà xem mấy anh nhớ đăng ký ủng hộ cho ông em mình nha, Chu Nghĩa tổng hợp là em mình ấy. Phải kéo cổ dậy không ông vẫn nằm thật lúc bắt đầu ở nhà nó gọi rồi có đảo quá Chu Nghĩa là em của mình ấy, mà Chu Nghĩa và Đinh Lê Toàn và Đinh Xuân đó tốt lại là mình không phải giới thiệu chắc cả nhà yêu cũng xem biết rồi đúng không? Còn có một vài cái thành phần nó hay nói liên thuyên ý. Nó không hiểu biết gì, nó nói với mình không để ý đâu. Đây là toàn các em nhà mình hết. Cái gì bà tôi ạ? Cái gì? Ô đấy nhà bà vẫn có vì nó vẫn mua à? Già lâu chưa? Ông già lâu quá, còn ăn có nhà đấy. Không ăn được đấy. Ờ, mình xin kết thúc video đây nha, mình cầm máy hộ thằng em mình quay cho nó, để cho nó ăn mà, để cho nó review mà. Đấy, xin chào cả nhà yêu nha, hẹn cái video tiếp theo. Chào cả nhà nha, hẹn các bạn lần sau nha. Đây là chủ kênh của mình, kênh đang mình đang quay hộ đấy.